Trên trang Facebook của mình, gã thầy giáo tuột xích chuyên bịa chuyện câu view Thái Hạo lại vừa có bài viết mỗi đứa trẻ được sinh ra. Trong cái xã hội Việt Nam này là một bi kịch để tấn công vào sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam. Về chuyện học của trẻ em, gã viết đi học. Nếu có chút niềm vui nào đó thì dứt khoát không phải từ chính cái sự học ấy. May mắn gặp được đứa bạn mà thân nhau, hay mỗi ngày có 30 phút ra chơi hoặc quậy phá một cái gì. Còn học là nghĩa vụ, là trách nhiệm với cha mẹ, với cô giáo chủ nhiệm, với thầy giáo bộ môn, với nhà trường thân yêu, có khi còn cả với họ hàng và làng xóm. Mỗi ngày chúng bị nhồi vào đầu một mớ kiến thức mà không biết để làm gì, cứ nhồi, phòi ra thì nhồi vào lại, bằng phê bình, chỉ trích, nêu tên, khủng bố, mời cha mẹ, đe dọa lưu ban. Chắc Thái Hạo đã sớm quên sứ mệnh đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của ngành giáo dục và đào tạo và vai trò kỹ sư tâm hồn của người thầy giáo. Lại càng lờ mờ với phong trào xây dựng trường học hạnh phúc mà ở đó môi trường giáo dục không có bạo lực học đường, học sinh được đối xử thân thiện, được phát triển tối đa năng lực, được tôn trọng, giáo viên được sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, được dân chủ đóng góp ý kiến, các nhà trường tạo dựng chất lượng một cách thực chất, lấy chỉ số hạnh phúc và chỉ số tiến bộ của mỗi học trò làm thước đo chất lượng giáo dục để các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Là người Việt Nam quan tâm đến sự nghiệp chồng người, không ai không khỏi vui mừng khi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người đã xác định, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học, tạo tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng thành quả của nền giáo dục. Thành quả của nền giáo dục từ khi nước nhà giành được độc lập đến nay là không thể phủ nhận. Mạng lưới cơ sở giáo dục được mở rộng đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Cả nước đã hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010. Một số nơi đang thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Cơ sở vật chất kỹ thuật các trường được nâng cấp, cải thiện. Số trường lớp được xây dựng mới theo chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Đào tạo sau đại học được hình thành và phát triển vững chắc đang dần dần đảm đương trách nhiệm đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao ở trong nước. Mang cái nhìn thiển cận, cái tâm đen tối để phủ nhận kết quả giáo dục đào tạo Việt Nam, gieo ý nghĩ xấu độc về niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bụng gian mà miệng vừa nói thẳng, Thái Hạo đã tự lộ chân tướng rắn đóng giả lươn và sẽ chẳng lừa được ai đâu.